trong lòng mình. Giờ em như cơn gió và còn anh như đeo thoát tan, vội lướt qua nhau để bây giờ tình lầm rồi tan. Giá như chưa bắt đầu, chưa từng quen biết nhau, tim sẽ không phải lòng, vĩnh thương sẽ không rơi bóng. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một cục công suất dàn đại Kenwood Auric, đánh cực kỳ hay luôn, âm thanh của nó rất là hay, đầy đủ chi tiết các giải, tại vì nó có cái dàn Equalize ở đây, anh em có thể chỉnh Equalize hai dàn đèn riêng biệt anh em nhé, chỉnh Equalize hai dàn đèn luôn, vừa nghe hay vừa bài đẹp, đánh rất là gấu nhé. Đây là có hai trên này thiết kế hai cái volume này. Hai cái volume này, đây là volume tổng. Còn đây là volume của loa surround anh em nhé. Đấy. Con này là đánh riêng biệt, không cần thiết. Không cần sử dụng cái volume này đâu. Tại vì anh em nghe nhạc, anh em chỉ cần cái volume bên này thôi. Volume tổng để nghe nhạc này thôi. Còn đây cái volume là âm thanh vòm để xem phim, cái này mình không sử dụng đến làm gì. Tắt Equalize này. Bật Equalize này. Tất cả các núm nút của nó êm ru hết anh em nhé. Đây ví dụ như chỉnh Equalize này. Đấy em bấm cho anh em nhé. Đây bấm xuống nha. Xuống hết nha. Các nút bấm rất là ngon này. Equalize anh em nhìn cái anh em hình dung này. Đấy lên này. Đấy lên cái nào cũng ngon hết nhé. Bấm cái lên luôn. Ngoài ra nó còn nhiều các cái chế độ đây. Đấy chế độ anh em thích chế độ nào anh em bấm một cái vào đây nó chạy luôn nhé. Này thì chế độ này là nghe bình thường đấy, nghe nhiều bát nhiều tép một tí đấy, cái bát nó thả uỳnh 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 nghe nó rất là phê luôn anh em nhé. Đấy, em đánh một cặp bát 27 của Pioneer này, đánh phiêu luôn. Cục công suất này rất là khỏe của Kenwood anh em nhé, Auric Kenwood. Ôi, nó nặng lắm, quả này nó nặng ở tầm khoảng 17-18 cân. Rút dây nguồn này ra đã. Rồi. Anh em mua hàng em cho đầy đủ dây nguồn luôn nhé. Đây là dây loa này, rút ra cho nó đỡ vướng. Đây. Đây. Rất nặng, cái này nặng ở tầm 17-18 cân gì đấy. Rất là đẹp anh em nhé. Này bẩn chưa lau thì em lau nốt đi cho anh em này. Đấy, bụi sờ cá đi lớp bụi. Đây, Kenwood. Kenwood. Auric Kenwood. 100V, 120W anh em nhé. Hàng nội địa Nhật nó sử dụng điện 100V anh em lưu ý nhé. Con này 120W. Đấy. Đánh rất là khỏe luôn. Đây là loa chính em ghép vào đây nhá. Đây cảm tín hiệu vào, đây là có nhiều đường vào anh em nhé. Đây ví dụ em vào đường AV AUX này thì em bật em chuyển ở trước về AV AUX. Nếu anh em vào đường video, đây vào đường video DAT này thì anh em đánh trước anh em bấm về video DAT anh em nhé. Nếu anh em vào đường CDLD thì đánh trước anh em bấm về đường CDLD nhé. Còn đây là đường để đánh đĩa than phono này. Con này là 4 thất liền. Phần cassette em không test đâu anh em nhé. Cassette bọn này thì thường anh em về anh em chỉ cần thay cu doa cái là nó ngon luôn. Đấy. Mà tháo rỡ nó mất việc anh em không làm, anh em nó rảnh rảnh thì làm nhé. Đấy. Cái giá để cho anh em cục này chỉ là 1.680.000 thôi. 1.680.000. Bây giờ anh em mua một cái lọc xì mà hai dàn đèn rời, anh em đã phải bỏ ra khoảng 2.500.000 rồi. Đấy. Đây em để cho anh em là 1.600.000 nhé. Liền cục
có cả âm ly, cá lọc xì cho anh em về trí việc tiện sử dụng thôi. Đấy, âm sắc rất là hay. Đấy, bẩn thì em chưa lau tí, em lau sạch cái đằng sau này xong em gửi cho anh em nhé. Đấy, anh em mua hàng là em lau hết sạch đằng sau này em gửi cho anh em. Nãy vứt qua bụi đằng trước để mình quay đi video cho nó nhanh thôi. Đấy, anh em chốt con này, nếu con này thì anh em ghép đa các dòng loa đều được nha anh em nhé, không kén loa nào đâu, anh em ghép rất là hay, tại vì nó chỉnh được EQ và cái giải âm trầm nó đánh rất là mạnh, tem lên rất bén, trung âm rõ, nó phát ra rất rõ, anh em có thể chỉnh được EQ luôn mà, các tần số luôn. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.